Hello, xin chào các mẹ bầu đã quay trở lại với kênh của Kona Yoga. Và 3 tháng giữa của thai kỳ, hay cụ thể là tháng 4, tháng 5, tháng 6 trong quá trình mang thai của mẹ là cái giai đoạn mà mẹ cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhàng và dễ chịu nhất. Trong suốt 9 tháng mang thai thì 3 tháng đầu tiên thì mẹ sẽ hay cảm có những hiện tượng của việc ốm nghén, mệt mỏi khi cơ thể đang làm quen một em bé. Hoặc 3 tháng cuối là cái lúc mà cơ thể của mẹ vô cùng nặng nề, các vấn đề về đau, nhức xương và khung chậu xảy ra nhiều hơn, khiến cho mẹ cũng khó chịu và khó ngủ. Thế thì chỉ có 3 tháng giữa này là 3 tháng mà cơ thể của mẹ dễ chịu nhất, người ta gọi là thời kỳ hoàng kim trong quá trình mang thai. Thì 3 tháng giữa này là em bé cũng đã bắt đầu làm quen với cơ thể của mẹ rồi, mẹ không còn có hiện tượng ốm nghén nữa và cơ thể của mẹ cũng chưa có nặng nề quá nhiều như là những tháng cuối. Nên là ở trong cái giai đoạn mang thai thì 3 tháng giữa này là 3 tháng rất tuyệt vời để các mẹ tập yoga. Việc mẹ tập luyện ở cái 3 tháng giữa này thì vừa giúp cho cơ thể của mẹ có một cái nền tảng vững chắc hơn, khỏe mạnh hơn để đến những tháng tiếp theo khi mà em bé lớn hơn thì cơ thể của mẹ nó có thể dễ dàng duy trì được cái sức khỏe của mình và các khối lượng cơ bắp trên cơ thể của mẹ được phát triển, thì nó cũng dễ dàng giúp cho mẹ giữ được em bé, nâng đỡ em bé một cách dễ dàng hơn. Mẹ cũng sẽ không có bị đau nhức quá nhiều khi chúng ta tới những tháng cuối nữa. Vậy thì ngày hôm nay thì Na sẽ bật mí cho mẹ một cái bài tập để giúp cho các mẹ có thể tập luyện trong cái thời gian tháng thứ 4, thứ 5, thứ 6 khi chúng ta mang thai này, giúp tăng cường sức khỏe của mẹ nha. Và đương nhiên rồi, nhờ cái bài tập này mà trong những cái thời gian gần đây, khi mà cách đây một số tháng khi mà Na vẫn còn đang mang bầu bạn khoai tây ý, thì Na đã tập luyện những bài tập này và nó đã giúp cho cơ thể của Na vô cùng khỏe mạnh và có một thai kỳ tuyệt vời. Vậy bây giờ thì Na đã sinh bạn khoai tây ra được hơn 4 tháng rồi. Thế nhưng mà cái kết quả là sức khỏe của Na nó cũng rất nhanh chóng hồi phục. Chính vì vậy nên các mẹ nhớ là hãy tập luyện yoga hàng ngày để giúp cho trong thai kỳ mình cũng khỏe mạnh, và sau khi kết thúc thai kỳ thì mình cũng nhanh chóng lấy được lại sức khỏe giống như Na nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào bài tập của ngày hôm nay. Bài tập dành cho mẹ bầu trong 3 tháng giữa khi mang thai. Mẹ hãy ngồi trên thảm của mình và khoanh chân lại. Mẹ có thể xếp bằng cả hai chân giống như Na. Thả lỏng cả hai vai của mẹ ra và chúng ta bắt đầu vào bài hít thở. Đặt hai tay lên đầu gối. Từ từ mẹ khép hờ đôi mắt lại, nhắm mắt. Rồi mẹ hít thở sâu. Mẹ đẩy căng tròn phần bụng của mình về phía trước. Từ từ mẹ thở ra, đưa phần bụng của mình xẹp xuống. Mẹ lại hít thật sâu, đẩy căng tròn phần bụng của mình về phía trước. Từ từ thở ra, đưa bụng xẹp xuống. Hít sâu, đẩy căng tròn bụng về trước. Thở ra, thả lỏng, đưa cho bụng xẹp xuống. Hít sâu, đẩy căng tròn bụng. Thở ra. Hít sâu. Rồi thở. Hít vào, mẹ vươn cằm lên trần. Kéo dài cái cổ. Kéo dài cằm cổ. Thở ra, từ từ mẹ thu cằm kéo sát vào vùng hõm cổ của mẹ. Hít sâu, vươn dài cằm của mẹ lên trần. Thở ra, thu cằm xuống, kéo sát cằm gần hõm cổ. Lặp lại, hít sâu, vươn lên. Ra thu cằm. Hít sâu vườn. Thở ra mẹ thu cằm. Mẹ kết hợp với cả hai tay. Hít sâu, mẹ vươn căng cả hai tay lên trần. Rồi mẹ vươn cằm, hướng cằm lên phía bàn tay.
Rồi từ từ mẹ thở ra, hạ tay xuống và mẹ thu cằm gần hõm cổ, lặp lại. Hít sâu, vươn tay lên, đồng thời vươn cằm lên. Thở ra, cúi đầu xuống, chạm tay xuống thảm. Hít sâu, vươn lên. Thở ra. Lần nữa, hít sâu, vươn. Thở ra. Rồi hít sâu, mẹ vươn lên, đồng thời đan hai tay lại, ngửa lòng bàn tay lên trần, vươn căng cánh tay và mẹ giữ ở đây. Cố gắng ngồi thẳng hết cỡ cơ thể của mẹ lên. 5 4 3 2 1 Rồi từ từ mẹ buông tay ra, hạ tay xuống. Rồi tiếp tục mẹ xoay người dọc thảm và duỗi thẳng hai chân của mẹ về phía trước. Tách rộng hai chân ra để cho cái bụng của mẹ được thoải mái. Chống hai tay về phía sau. Rồi mẹ xoay tròn cổ chân cho Na nha. Hít vào, mẹ xoay cổ chân từ trong ra ngoài. Xoay tròn thở, hít thở đều và mẹ cứ xoay tròn chân từ trong ra ngoài. Xoay tròn chân liên tục. Rồi mẹ đổi chiều và xoay ngược lại nào. Xoay tròn cả hai chân của mẹ. Tiếp tục mẹ lắc lư cả cẳng chân. Rồi dừng chân lại, vẫn tách rộng cả hai chân, mở rộng sát mép thảm. Mẹ ngồi thẳng lưng lên. Hít sâu, mẹ vươn dài cả hai tay lên trần. Thở ra từ từ chạm tay vào đầu gối và ngồi thẳng lưng. Cố gắng vẫn ngồi thẳng lưng nha. Tiếp tục tùy theo độ dẻo của mình ngồi thẳng này. Hít sâu. Từ từ mẹ thở ra, trượt dần tay về phía cổ chân, tùy theo độ dẻo nha. Mẹ trượt được tới đâu thì trượt, không bắt buộc là phải gập người xuống sâu quá. Miễn làm sao mẹ nhớ cho Na này, là phần lưng của mẹ luôn luôn được duỗi thẳng và phần cẳng chân của mẹ cũng được duỗi thẳng. Nên tùy theo khả năng mẹ cảm thấy cái lưng của mình bắt đầu cuộn rồi thì mẹ không vươn người về trước nữa, mẹ giữ tĩnh ở đó cho Na. Thẳng lưng và giữ thêm. Hít sâu và thở ra, lại trượt tay ra xa thêm một chút. Nhớ là lưng phải thẳng nha. Rồi mẹ giữ nào. 5 4 3 2 1 Thật chậm, hít vào, nâng người lên và thở ra. Thu cả hai chân lại, hai bàn chân chạm nhau. Tư thế cánh bướm. Co chân lại, hai tay mẹ đan lại, ôm lấy ngón chân hoặc bàn chân. Mẹ lắc lư cả hai đầu gối của mình và ngồi thẳng lưng. Động tác giúp cho massage toàn bộ vùng khung chậu của mẹ. Cứ ngồi thẳng lên và lắc lư hai đầu gối. Giữ ở đây, lắc lư ở đây. Thêm một vài giây nữa. 5 4 3 2 1 Rồi dừng chân của mẹ lại và mẹ vẫn ngồi tĩnh ở đây nha. Hít sâu, mẹ đẩy căng lồng ngực. Từ từ mẹ thở ra, vươn người nhẹ nhàng về phía trước. Tùy theo khả năng, mẹ gập đến độ nào mà mẹ thấy rằng là cái lưng của mẹ bắt đầu có căng quá rồi và không thể duỗi thẳng được nữa thì mẹ giữ ở đấy. Và không cần, đừng để đè chặt cái bụng của mình xuống dưới nha. Bụng của mẹ nếu có thì nó chỉ chạm nhẹ vào chân thôi, không để đè chèn ép lực lên phần bụng của mình. Giữ. 5 4 3
ngoài. Một, từ từ hít vào và mẹ nâng người lên. Mẹ chống hai tay về phía trước và mẹ lùi gối về phía sau. Xòe căng lòng bàn tay ra. Bắp đùi của mẹ vuông góc với thảm, mẹ dựng bàn chân lên, đầu gối mở rộng bằng hông. Từ từ mẹ xoay tròn cột sống nha. Hít sâu, mẹ đưa hông của mình về phía trước này. Rồi sang bên trái, sang bên phải, lên trước và thở ra, lặp lại. Hít sâu, đưa sang bên trái, ra sau, sang phải, về trước thở. Hít sâu, về trước thở. Hít sâu, thở ra. Lần cuối hít sâu, xoay tròn, thở ra, đổi chiều, mẹ xoay ngược lại. Hít sâu, đưa sang phải, ra sau, sang trái và về trước thở. Hít sâu, thở ra, hít và thở ra hai lần nữa. Hít sâu, thở ra một lần cuối. Hít nào, thở ra. Từ từ mẹ chống bàn chân và hít sâu, mẹ nâng hông lên. Thở ra đẩy cao, đỉnh mông lên trần, tư thế chó duỗi mình. Mẹ nhấn dần gót chân xuống thảm tùy theo độ dẻo, nếu căng quá thì mẹ trùng gối xuống. Miễn sao mẹ giữ cho na là cái lưng của mẹ luôn luôn đẩy thẳng lên trần, mẹ giữ vài giây thôi. 3, 2, 1, rồi từ từ hít vào, mẹ bước dần cả hai chân về đầu thảm. Tách rộng hai chân, mở rộng bằng hông. Hai tay mẹ đưa lên, chạm tay vào đầu gối. Duỗi thẳng toàn bộ vùng cột sống của mẹ và mẹ giữ tĩnh ở đây. Cố gắng duỗi thẳng cột sống của mình. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít sâu và mẹ nâng người đứng thẳng lên thật chậm, thật chậm, thật chậm. Mẹ đứng thẳng này, hai chân của mẹ vẫn giữ song song và mở rộng bằng hông. Điều chỉnh cho cái vùng mông của mẹ được cuộn nhẹ xuống dưới, cái đỉnh mông này cuộn dần xuống dưới thì sẽ không làm đau thắt lưng cho mẹ. Mẹ đứng thẳng ở đây, duỗi thẳng căng cánh tay xuôi xuống dọc theo thân của mẹ, thực hiện tư thế kiễng gót. Nếu mà mẹ không cân bằng được, chân của mẹ còn yếu nha, thì mẹ bám tay vào thành tường hay là vào thành bàn, vào tường cho na để mẹ giữ cân bằng tốt hơn. Còn làm tốt thì mẹ không cần phải bám tay. Bắt đầu, hít vào, từ từ mẹ nâng gót chân lên, kiễng cao gót chân và vươn thật dài, đỉnh đầu lên trần. Nhìn thẳng về phía trước nào. Thở ra, mẹ hạ gót chân xuống. Nếu mà cảm thấy trong chành quá thì mẹ chống tay vào tường nhé. Lặp lại. Hít sâu, nâng lên nào. Cố gắng nâng cao gót chân. Thở ra, mẹ hạ xuống, siết chặt mông và đùi của mẹ. Hít sâu, nâng lên. Thở ra và hạ xuống. 3 lần nữa. Hít sâu, mẹ nâng gót chân lên. Thở ra, hạ xuống. Hít sâu, hai lần nâng lên. Thở ra một lần cuối. Hít sâu, nâng lên. Rồi thở ra, từ từ nhấn gót chân xuống. Mẹ lắc lư một chút về cái chân của mẹ. Lắc lư một chút với cái chân của mình. Rồi tiếp tục. Mẹ có thể vẫn chống tay vào tường hoặc vào bàn nếu như mà độ cân bằng của mình chưa được vững nhé. Nhớ là phải chống tay để cho mình đảm bảo là mẹ phải cân bằng an toàn ở các tư thế này nha, chứ không được để mình bị đổ nha. Rồi chúng ta tiếp tục bài tập những cái động tác để giúp cho đôi chân của mẹ trở nên săn chắc hơn. Mẹ bắt đầu với chân bên phải nha. Tay của mẹ có thể chống hông, còn một tay chống tường. Hít sâu, mẹ nâng chân phải của mình lên.
Chậm chậm. Mẹ giữ ở đây cho Na. Cố gắng giữ cho lưng của mẹ thẳng nào. Bắp đùi của mẹ song song với sàn. Kiểm soát nha, kiểm soát chân bên dưới của mẹ cũng thẳng, lưng thẳng. 5 4 3 2 1 Rồi từ từ mẹ hạ chân xuống và đổi bên, lặp lại với chân bên phải làm trụ. Hít vào, mẹ nâng chân trái của mình lên, giữ cho bắp đùi song song với sàn. Cố gắng giữ ở đây. Kiểm soát lưng thẳng, chân bên dưới thẳng. 5 4 3 2 1 Rồi mẹ hạ xuống. Tiếp tục mẹ lại dồn trọng tâm vào chân bên trái. Bây giờ mẹ đưa chân phải của mình về phía sau, duỗi thẳng căng chân, chạm đầu mũi bàn chân xuống thảm, duỗi thẳng căng, siết chặt bắp đùi của mẹ. Hít vào, từ từ mẹ nâng chân trái lên, xin lỗi chân phải, mẹ nâng chân phải lên, cố gắng nâng lên càng cao càng tốt và người của mẹ có thể hơi hơi đổ về phía trước một chút xíu. Chỉ hơi đổ về phía trước một chút thôi nha, đừng có đổ sâu là mình ngã đấy. Nâng cao chân phải của mẹ lên nào, giữ 5 4 3 2 1 Rồi thật chậm mẹ hạ chân xuống. Chúng ta lại lặp lại đổi bên với chân bên trái. Trọng tâm dồn vào chân phải và mẹ đưa chân trái về phía sau, duỗi thẳng căng chân. Thực hiện. Hít sâu. Nâng chân bên trái của mẹ lên. Rồi đổ người về phía trước một cách nhẹ nhàng, chậm chậm. Một chút xíu thôi nha, còn cố gắng đưa chân sau lên càng cao càng tốt và duỗi thẳng căng chân. Nhớ là mẹ phải luôn luôn giữ cân bằng ở trong tư thế. 5 4 3 2 1 Rồi từ từ bình tĩnh mẹ hạ chân xuống trở về. Chúng ta tiếp tục xoay người ngang ra. Mẹ mở rộng hai chân ra, hai chân của mẹ mở rộng gấp đôi khoảng cách của vùng hông. Mũi bàn chân của mẹ sẽ hơi xoay chếch ra phía ngoài một chút, góc tầm khoảng 15 độ. Mẹ thực hiện tư thế squat mở rộng chân. Hai tay mẹ vẫn chống hông cho Na. Đẩy căng lồng ngực lên và vươn đỉnh đầu lên trần thực hiện. Hít sâu, từ từ mẹ trùng gối xuống và mở rộng đầu gối sang hai bên. Giữ thẳng lưng và thẳng đỉnh đầu lên trần, mẹ giữ tĩnh ở đây. Rồi nâng lên và thở ra. Mẹ hơi đẩy mông của mình về phía trước, hơi cuộn nhẹ xương cụt. Cứ khi nào mà mẹ nâng hông lên thì mẹ cuộn xương cụt lại cho Na nhé. Lặp lại nào. Hít sâu, mẹ trùng gối xuống và mở rộng chân sang hai bên. Lưu ý là khi mẹ trùng gối thì cái ống đồng này của mẹ sẽ vuông góc với thảm này. Rồi mẹ nâng người lên chậm 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 chậm, cuộn nhẹ xương cụt của mình. Nếu mà mẹ cảm thấy cân bằng chưa đủ vững thì mẹ có thể chống tay vào ghế hoặc bàn. Tiếp tục lặp lại. Hít sâu, trùng gối xuống, mở rộng chân. Rồi thật chậm nâng người lên và thở ra. Hít sâu, trùng gối xuống, mở rộng chân. Và nâng người lên, thở ra, thêm hai vòng nữa nha. Hít sâu, mẹ trùng gối xuống. Rồi nâng lên và thở ra. Lần cuối này. Hít sâu, trùng gối mở rộng chân. Rồi nâng lên và thở. Từ từ mẹ thu cả hai chân lại cho Na. Lại xoay người về dọc thảm, thu cả hai chân lại. Lúc này hai chân của mẹ mở rộng bằng hông. Thực hiện tư thế squat thu nhỏ chân. Tư thế này thì sẽ giữ tĩnh, không có nâng lên hạ xuống. Đưa hai tay của mình lên trên, hít sâu. Từ từ thở ra, mẹ trùng gối và đẩy hông về phía sau. Vươn căng cánh tay của mình sao cho cánh tay của mẹ ngang với mang tai. Mẹ kiểm soát cho đầu gối của mình không vượt quá xa khỏi mũi bàn chân. Đẩy đỉnh mông về phía sau đi nào. Siết vào phần mông, phần đùi và bắp chân.
cảm giác cơ thể của mình đang vô cùng săn chắc. Giữ ở đây thêm vài nhịp nữa thôi. 5 4 3 2 1 Từ từ mẹ chống tay xuống thảm, rồi ngồi lùi về phía sau, mông chạm xuống thảm. Co hai chân lại, chúng ta lại lắc lư theo tư thế cánh bướm. Hai tay nắm lấy bàn chân, đầu gối rung lắc nhẹ nhàng. Ngồi thẳng lưng lên, mẹ giữ hai chân dừng lại, giữ ở đây. Tiếp tục, hai tay của mẹ nắm lấy hai bàn chân hoặc ngón chân cái của hai chân. Từ từ hít vào, mẹ nâng chân bên trái lên bằng tay trái. Mẹ trùng gối này, nâng lên mẹ trùng gối lại và đưa rộng đầu gối sang ngang. Tùy theo cái độ dẻo của mình nhé. Nếu mà mẹ dẻo hơn thì mẹ có thể duỗi dần chân sang ngang. Nếu mà dẻo hơn thì mẹ có thể duỗi dần chân sang ngang tùy theo khả năng. Nếu không thì mẹ trùng gối lại, cố gắng làm sao đầu gối của mẹ đưa rộng sang ngang, càng ra rộng càng tốt. Giữ ở đây nào. Ngồi thẳng lưng. 5 4 3 2 1 Từ từ mẹ thu chân lại và hạ chân xuống, chúng ta đổi bên. Ngồi thẳng lưng này. Hít sâu. Mẹ nâng chân phải lên và đẩy rộng đầu gối sang ngang. Làm tốt hơn thì mẹ duỗi thẳng căng chân phải, cố gắng đưa rộng chân sang ngang nhé. Thẳng lưng lên và mẹ giữ thêm vài hơi thở nữa. 5 4 3 2 1 Từ từ mẹ thu chân lại, rồi mẹ hạ chân xuống. Chuyển về tư thế nằm ngửa. Nằm ngửa từ từ nha. Mẹ đỡ tay vào phần thân của mình, hạ xuống thật chậm. Nằm xuống một cách chậm rãi. Mẹ co cả hai chân lại và giữ cho hai bàn chân song song với nhau. Chúng ta sẽ thực hiện tư thế cây cầu. Mẹ xuôi hai tay xuống dọc theo phần gót chân của mình. Thực hiện. Hít sâu. Từ từ mẹ nâng hông lên, cố gắng đẩy cao mông và mẹ giữ ở đây nào. Nâng cao phần khung chậu của mẹ lên. Động tác này giúp mẹ kiểm soát phần cơ mông, cơ đùi của mình, giúp cho cái bó cơ này trở nên khỏe mạnh hơn, bảo vệ cho phần khung chậu của mẹ. Ở những cái tháng thai kỳ tới, khi mà em bé lớn dần lên ấy, thì cái khung chậu của mẹ nó vẫn đảm bảo là khỏe khoắn, chắc chắn để có thể nâng đỡ em bé của mình. Cố gắng cao mông lên và giữ ở đây. Cao mông nữa lên nào. 5 4 3 2 1 Rồi từ từ mẹ hạ thân xuống. Chuyển nằm nghiêng người sang một bên. Bên thuận. Thuận bên nào mẹ nghiêng sang bên đấy. Tốt hơn thì là nghiêng sang bên trái, nhưng mà nếu mẹ cảm thấy dễ chịu ở tư thế nghiêng bên phải thì mẹ cũng phải nghiêng sang phải. Thư giãn thoải mái. Cảm nhận bé yêu đang ở trong bụng của mình. Bé yêu đang vô cùng dễ chịu và thoải mái sau bài tập vừa rồi cùng với mẹ. Hãy nhắm mắt lại và điều hòa hơi thở của mình. Hít sâu, mẹ đẩy căng tròn phình bụng của mình về trước. Từ từ mẹ thở ra, chậm chậm, chậm chậm. Hít sâu, mẹ lại đẩy căng tròn phình bụng về trước. Thở ra, chậm chậm, chậm chậm. Hít sâu, mẹ đẩy căng phình bụng về trước. Thở ra. Lại hít vào. Thở ra.
Hít sâu, đẩy căng. Thở ra. Một lần nữa nào. Hít sâu, mẹ đẩy căng phình bụng. Thở ra. Rồi chậm chậm mẹ mở mắt ra. Chống tay xuống thảm, nâng người ngồi lên nào. Vậy là mẹ và bé yêu đã cùng nhau tập xong bài tập ngày hôm nay với cô Na rồi đấy. Trong bài tập này, Na đã hướng dẫn cho mẹ rất nhiều những động tác cơ bản, nhưng chủ yếu là giúp cho đôi chân của mẹ trở nên khỏe mạnh hơn và linh hoạt hơn, giúp cho toàn bộ phần khung chậu, phần thân dưới của mẹ cũng trở nên săn chắc hơn. Thì từ đó, sau khi mà mẹ tập đều đặn hàng ngày, cơ thể mẹ ngày một khỏe mạnh, thì những tháng tới đây khi mà em bé ngày một lớn dần lên thì sẽ làm cho mẹ cảm thấy giảm được đi những cái vấn đề về đau mỏi hông, mông, đùi, đau mỏi lưng. Cái đấy sẽ được cải thiện rất nhiều trong những tháng tiếp theo nha. Và hy vọng rằng là với bài tập vừa rồi thì mẹ sẽ cảm thấy dễ chịu và thoải mái trong quá trình tập. Và đừng quên là hãy comment xuống dưới video này để đánh dấu cái ngày mà mình đã tập luyện bài tập ngày hôm nay. Hôm nay là ngày bao nhiêu và mẹ đến từ thành phố nào? Hãy comment nó xuống dưới video này kèm theo một lời nhắn nhủ cho bé yêu của mình nha. Mẹ hãy thực hành bằng cách đặt hai tay lên bụng của mình, cúi đầu xuống và nói cho bé yêu của mình một lời nhắn nhủ. Ngày hôm nay mẹ hãy nói với bé là: con yêu, mẹ cảm thấy tuyệt vời vì có con trong cuộc đời này. Hãy nói với bé yêu của mình những lời nhắn nhủ đáng yêu như vậy nhé. Nhớ này, cú pháp. Và đừng quên là hãy comment cả cái lời nhắn nhủ này xuống dưới video để Na cũng biết được rằng mẹ đang nói chuyện với bé yêu của mẹ hàng ngày nha. Cú pháp đầy đủ là gồm có ngày tháng, thành phố kèm lời nhắn nhủ là: con yêu, mẹ cảm thấy tuyệt vời vì có con trong cuộc đời này. Ok, còn trong quá trình tập mẹ gặp bất kỳ khó khăn gì thì hãy chia sẻ cho Na nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.